Kính chào quý khách, trong video này tôi xin giới thiệu đến quý vị căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 91m² thiết kế tiêu biểu chung cư Tham City T1, T4 và T5, 6, 7, thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 ban công. Thiết kế căn hộ vuông vức với phòng khách chính rất rộng, rất nhiều không gian để bố trí nội thất cùng ban công rộng kéo dài view đẹp thích hợp làm nơi nghỉ ngơi thư giãn. Phòng bếp mở kết nối trực tiếp với phòng khách thuận tiện cho việc sinh hoạt và tạo cảm giác nhà rộng hơn. Khu bếp đầy đủ tiện nghi, sắp xếp được cả chỗ để tủ lạnh và máy giặt. Ngăn cách với khách bằng cửa kính trong có thể khép kín khi nấu nướng. Bước vào phòng ngủ master, bạn sẽ choáng ngợp với ánh sáng tràn phòng và đầy đủ tiện nghi, không gian rộng, có nhà vệ sinh khép, tủ âm tường đúng giá trị như một căn hộ thu nhỏ. Một không gian thư giãn cho những giờ nghỉ ngơi. Nhược điểm căn hộ là phòng ngủ nhỏ, bị tối và bí, và lối vào căn hộ hơi dài, lãng phí khoảng 3m². Để khắc phục nhược điểm này bằng nhiều giải pháp như lắp thông gió, làm cửa kính lấy ánh sáng, bên trong làm thêm lớp rèm. Ưu điểm phòng ngủ nhỏ rất mát dù mùa hè cũng không cần bật điều hòa. Căn hộ là một lựa chọn rất tốt cho gia đình muốn sở hữu diện tích lớn, các phòng rộng cùng mức giá rẻ, và khi cần có thể cải tạo thành căn hộ 3 phòng ngủ cũng tốn ít chi phí. Quý khách có nhu cầu tư vấn, quan tâm mua, thuê căn hộ Tham City hãy gọi ngay tới hotline 0979229966 để nhận thông tin và tư vấn miễn phí.